Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Hôm Nay Có Gì Hot. Hôm nay thì mình có một cái tin khuyến mãi rất là lớn của Couple TX. Đây là Couple TX đây. Thì Couple TX đó chính là một cái thương hiệu một thời trang dành cho giới trẻ rất là nổi tiếng và đang có thương hiệu trên cái thị trường thời trang hiện nay. Đấy thì hôm nay Couple đã triển khai một cái chương trình khuyến mãi từ ngày 19 đến ngày 30/4/2019. Với chương trình khuyến mãi là giảm giá 50%. Đấy thì đây mình cũng giới thiệu sơ qua về Couple TX. Thì Couple TX là một thương hiệu tại Việt Nam chuyên về mạng thời trang cho giới trẻ, chủ yếu là nam, nữ. Đây, có cả trẻ em này, đấy, nam này, nữ này, đấy, có cả trẻ em này. Và đặc biệt là đồ đôi đấy, đồ đôi thì rất là đẹp và đồ thể thao. Ngoài ra thì thương hiệu này còn có phụ kiện rồi áo khoác vân vân, và cái Couple này cái thương hiệu Couple TX này chủ yếu về thời trang dành cho giới trẻ. Đây này, thì mình không xem qua cái chương trình nhé. Cái chương trình giảm giá từ 10%, 30%, 40% và đến 50% cho các sản phẩm ở dưới đây. Đây này, thì có cái sản phẩm này là áo thun thể thao này. Tập thể thao này cái giá của nó là 249.000 dành cho nam, 229.000 dành cho nữ. Thì nay đã được giảm giá đến 50%, chỉ còn 124.500 dành cho nam và 114.500 đồng dành cho nữ. Đây đó. Để chúng ta nhấp vào cái link này là chúng ta có thể xem cái chương trình khuyến mãi ấy. Thì chúng ta ấn vào những cái giảm giá này thì chúng ta chọn những cái sản phẩm giảm giá này, chúng ta lấy vào giảm giá 50%, nó sẽ ra những cái sản phẩm mà giảm giá 50%, gần 40% thì nó sẽ ra những cái sản phẩm mà giảm giá 40%. Đây này, sản phẩm mà giảm giá 40% này, áo đôi này, áo đôi rất là đẹp, áo đôi rất là đẹp nha. Đây là giá giảm này, và chúng ta thử xem giảm 30%. Đây, giảm 30% từ ngày 19 đến ngày 30/4 nha các bạn. Đây là những sản phẩm mà giảm giá 30%. Giảm là những cái bộ thôi rất là đẹp, giảm 30%. Là những sản phẩm vừa mới được lên vừa mới được lên kệ luôn á. Đây là những sản phẩm này vừa được mình xem rồi, là mới mới về luôn. Để có một cái bộ đồ đôi cho gia đình hoặc người thân mà trong dịp lễ này thì chúng ta để các bạn ở đây mua này để được vừa giảm giá 50% cho bộ đồ đôi gia đình đi chơi 54. Áo giảm giá 50% còn 199.000, nữ 199.000 giảm giá 50% còn 99.500 đồng, trẻ em 199.000 giảm giá 50% còn lại 99.500. Rất là đẹp, nó có màu trắng này, da màu trắng. Bây giờ mình thử mua cái tạp màu trắng này nhé. Khi mà ta chọn được cái bộ quần áo, bộ áo mà ta ưng ý, cái này hết hàng rồi, cái này hết hàng rồi, cái này đã được bán hết rồi, đẹp lắm.
Đấy, cho nên các bạn nhanh chóng vào đây để chúng ta xem cái sản phẩm nào ta mua luôn nhé, không thì sẽ bị hết hàng. Đây cái này còn đây. Đây, cái bộ trắng này cũng rất là đẹp này. Từ giá của nó là 239.000 giảm giá 50% và 119.000 đối với áo nam, nam được 219.000 thì giảm giá 50% và 109.500 đối với nữ. Đây đây, các bạn có thể xem giới hình ở đây rất là đẹp, quá đẹp. Đây là áo nam này, áo nam áo nữ giống nhau, áo cặp. Rồi mình mặc size L, còn bạn mình mặc size M, hai size này nó vẫn còn nhé. Có dỗi chỉ đây nghĩa là hết rồi này. Tổng tổng giá rồi mình là mình tìm được à, cái này chỉ áp dụng cho mua online thôi nha các bạn, mua online. Nhưng mà ở trong ngoài shop thì không có chương trình nào. Rồi, đây là cái trang thanh toán đây. Cái đơn hàng của ta của mình là một cái áo full nam, áo full nữ, size XL đối với nam, size M đối với nữ. Đây giá đây, giá đã được giảm đây, giá đã được giảm đây. Bây giờ tổng tiền là 229.000, quá rẻ luôn ạ. Hai cái áo này mà giá có 229.000 à, quá rẻ. Rồi mình nhấn vào thanh toán. Các bạn có mã định giá thì giảm thì mình cho vào đây, còn ở đây thì giảm giá 50% rồi thì chắc là không có cái mã giảm giá khác. Hay là vậy mình chỉ việc điền thông tin vào đây. Mình điền nhé, mình điền mẫu tên này, số điện thoại này, email này, là địa chỉ để nhận hàng này, đó, giao tận nơi. Mình chọn địa chỉ của mình. Chứng minh. Này. Đó. Đây. Đây là mình đã điền đầy đủ các thông tin để được giao hàng. Giao hàng tận nơi nhé. Giao hàng tiền nhắm mua hai cái cao cả nam cả nữ trong gia đình mà có 229.000, rẻ quá rẻ luôn. Đây có hai cái vận chuyển đây, giao hàng tận nơi thì mình có cộng thêm 20.000 tiền ship. Đó, sau khi mình hoàn tất đơn hàng đâu đó thì mình đang đợi để người ta liên hệ, người ta sẽ gửi cái áo này cho mình. Đó, thì đây là cái chương trình rất là lớn, giảm giá rất là từ 50% luôn. Cho nên là diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 30/4. Các bạn có thể vào đây để ta tìm cho mình cái áo, cái bộ phụ kiện đẹp, cái nó để giảm giá 1%, thì để vào cái trang khuyến mãi này thì mình có đặt cái đường link ở phía bên dưới đấy, thì các bạn chỉ việc click vào đó thôi, thì các bạn sẽ ra được cái chương trình khuyến mãi, chúng ta mua cho mình cái áo nha, cái áo rất là đẹp, rất là trẻ. Thì cái clip của mình đến đây là hết, các bạn đừng quên đăng ký kênh để có những cái chương trình khuyến mãi mới mình sẽ làm clip. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn.